Thưa quý khán giả, cách đây 62 năm, 27 tháng 8 năm 1961, 27 tháng 8 năm 2023, Trường Sĩ quan Lục quân 2 được thành lập. Từ đó đến nay, lớp lớp thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên nhà trường đã không tiếc máu xương để xây dựng, chiến đấu dưới mái trường thân yêu này. Tiếp nối truyền thống vẻ vang và anh dũng đó, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường hôm nay đang ra sức dạy tốt, học tập tốt, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã có 141 liệt sĩ và hàng trăm thương binh, bệnh binh là cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường đã hy sinh xương máu, bỏ lại một phần thân thể vì mái trường Lục quân 2, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường. Tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp trường Sĩ quan Lục quân 2. Hiện nay, nhà trường là một trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia, một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu nghệ thuật quân sự ở khu vực phía Nam. Với đội ngũ giảng viên có 100% trình độ đại học, trên 56% trình độ sau đại học, trong đó có một nhà giáo ưu tú, 10 phó giáo sư, 90 tiến sĩ, 690 thạc sĩ, 52 giảng viên chính, 6 giảng viên cao cấp. Truyền thống của nhà trường từ Tân Biên, Tây Ninh đến Sông Bé, Đồng Nai, có thể là nhà trường đã phát triển lên một tầm cao mới trong cái điều kiện mới, trong xu hướng mới. Nhà trường luôn luôn là quan tâm đến cán bộ, giảng viên, đồng thời cũng luôn luôn đầu tư để không ngừng xây dựng nhà trường thông minh, nhà trường đổi mới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục phát huy cái truyền thống 62 năm qua của Trường Sĩ quan Lục quân 2, thì hiện nay cán bộ chiến sĩ cũng như giảng viên, học viên nhà trường tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu để xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh toàn diện và xây dựng lực lượng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 62 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 70.000 cán bộ cho quân đội Việt Nam và quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhiều đồng chí đã phát triển trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Kết quả đó là cả một quá trình triển khai nhiều giải pháp trong công tác giảng dạy, đặc biệt luôn bám sát với thực tế tình hình mới. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, bản thân tôi cũng như toàn thể học viên trong toàn trường sẽ ra sức phấn đấu học tập, tích cực tu dưỡng rèn luyện để trở thành người sĩ quan ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam, là người quân nhân cách mạng, đồng thời kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước để tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của quân đội, xứng đáng với lời mà Bác Hồ đã dành tặng cho quân đội ta. Nhà trường đã xây dựng 3 chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội, trình độ đại học phù hợp đúng quy định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo phù hợp với vũ khí trang bị trong biên chế, sát thực tế sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có số lượng đủ đảm bảo về chất lượng. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá, thực hiện dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả dạy và học thực chất. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục quán triệt phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo thực chất toàn diện vững chắc, đẩy mạnh công tác khoa học quân sự, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.